Chào ngày mới, lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các sư phụ, các sư huynh cùng các hiền đệ ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Lời đầu cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận, đặt hàng mà mình chưa trả lời được, chưa phúc đáp được, chưa triển khai được. Mong mọi người cho mình một cơ số thời gian nữa, mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng cảm ơn. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ như đã chia sẻ cái video đêm hôm qua, là buổi ngày hôm nay trước khi đóng hàng gửi đi thì sẽ mời mọi người soi nội thất đôi loa đài Sanyu quý hiếm có model là MW242K. Đây là cục máy của nó đây này, Sanyu này. Đấy, đây là rãnh để bắt cái loa vào này. Cái rãnh nó làm cái nhựa to và dày như thế này thì đúng là đài hỏng rồi mà rãnh chưa hỏng. Ở đây lại còn bắt thêm con ốc vào đây nữa. Đây. Đấy. Cái khóa thì nó ở dưới đây này. Cái khóa này ở dưới này. Đấy, khóa này lại vào thân, khác với lại hãng Sony. Sony thì cái khóa ở cái loa luôn, nhưng cái này cái khóa ở cái thân máy. Mà như thế này thì đúng là đài hỏng rồi mà cái khóa này cũng lại chưa hỏng. Đây, Sanyu đây. Model MW242K đây. Đấy. Đẹp không? Đúng là một con đài đáng để sưu tầm. Một con đài đáng để sưu tầm. Đài này vẫn bắt bởi ốc chứ, chưa có bị gãy một cái chân ốc nào cả. Đây, bên đây nữa. Đây. Đấy. Đây ốc này. Khóa này, khóa để bắt hãm loa đấy cho nó khỏi trôi đấy nhá. Đấy. Đã xong cái cục máy rồi nhá. Bây giờ sang đến cái loa. Sang cái loa để cái đài này nó thiết kế cái mặt sàn sau của nó lại hình như thế này. Ở bên đằng sau nó lại to ra nhá. Đấy, nó to ra. Ở trước thì nó lại bé. Đấy, thế càng về sau nó càng to ra mới hay. Nhá, có khả năng là cái trước này bé này, nhìn lên này gì đấy. Đây mặt sau này. Cái thiết kế cái nắp chụp phải giống cái hãng JVC. Cái chụp nó xuống. Đây. Chân ốc đây này. Một chân này. Hai chân này. Ba chân này. Bốn chân. Cái đài này ốc vẫn còn là gì? Đây này, con ốc này là con ốc lai này, thế nhưng mà con ốc zin này. À không, ốc zin đấy. Ốc zin của Sanyo luôn đấy. Đây. Đây cái đám ốc. Ốc này ốc zin luôn, ốc zin của Sanyo luôn, chân này. Một. Đấy. Còn đây là cái thùng loa bên trong của nó này. Đây loa đây này. Loa của nó đẹp như thế này. Này. Xem ở đây nó là cái vết hay là lỗ thủng nó thì không biết. À đây là cái vết, đây là vết vết chứ không phải lỗ thủng. Nhá, không biết cái vết gì đây này. Đây sợ. À lỗ thủng, đây có hai lỗ thủng. Này. Đấy, có hai lỗ thủng nhá. Đây. 1 2 có hai cái lỗ thủng. Phải quay như thế này thì mới biết được. Đây, cái loa chung là cái loa nó thể hiện âm thanh surround. Tại vì cái loa này của nó là 3 dây, loa 3 dây. Loa 3 dây nhá. Đấy. Đây bây giờ để dưới cho mọi người xem. Đấy, ốc này. Sanyo đây này. Đúng chưa? Đài Sanyo thì đương nhiên rồi, loa phải Sanyo. 3W 4 ohm này. Đấy. Này. Nói chung là ới à. Cái đài lâu năm rồi mà cái loa như thế này là còn rất chi là đẹp. Đây là cái loa surround này Sanyo này. Đấy, 2W 3 ohm này. Zin đét lên đẹp nhá. Zin đét đẹp. Đây.
Thế là cái đài này nó có cái chức năng âm thanh surround nên là nghe nó rất chi là lạ cái lỗ tai, lạ cái lỗ nhĩ nhá. Nó lại bẹp nó thì hỏng hết mấy kẹo. Còn đây là cái mặt không quay được mặt đằng trước rồi nhá. Quay mặt đằng trước bây giờ là nó rơi loa ngay. Nó rơi loa ngay. Đây cái mặt đằng trước đây này. Đấy, mặt đằng trước này. Sang cái loa thứ hai. Một chân này. Hai chân ốc này. Ba chân ốc này. Bốn chân ốc này nhá. Bốn chân ốc không có bị gãy một cái chân nào cả. Cái dây này, dây ba dây, dây này vẫn là dây zin của Sanyo. Đây. Đấy, mặt này. Đấy. Loa của nó đây. Loa của nó đây. Vừa rồi là soi cái loa bên đây nhá, bây giờ là chạy sang cái loa bên đây nhá. Loa bên đây thì không có một cái lỗ thủng nào cả. Loa bên kia thì bị hai cái lỗ như cái kim khâu. Kim khâu áo thôi nhá. Chứ không phải kim khâu quần đâu. Daniel này, đấy cái lúc đang quay video thì lại gọi thì làm sao mà nghe được. 9851. Daniel này. 3W 4 ohm này. Loa đẹp nhá. Đấy. Loa rất đẹp luôn. Đây là cái loa surround đây. Đây loa surround đây. Đấy, loa surround đây. Sanyo đây. Ấy, ngược chữ. Đây Sanyo đây. Đấy, 2W mấy ohm đây. Chữ nó béo quá chả nhìn thấy nha. Thì cái loa bên đây nó có bị một tí chỗ này này. Đây nó có bị tí tí ở cái lưới của chỗ này nó bị móp một tí chỗ này đây. Đấy, bị móc một tí chỗ cái lưới này đây. Đấy, nhá. Bị móc một tí cái bên chỗ này bong sơn này này. Đấy, nếu xích thì lúc nó chấm sơn đen vào. Thế nó bị hơi bị móc một tí chỗ đấy. Rồi thế đâu. Còn về cơ bản là cơ bản là không có vấn đề gì cả nhá. Đấy, thôi thì đã mời mọi người soi nội thất cái đôi loa đài quý hiếm mang thương hiệu Sanyo có model MW242K. Đài này mình cung cấp với một cái mức thóc đã được chuyển đổi sang tiền Việt. Đó là 1.580.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Hoi Ship xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Chưa Maxi được. Lướt qua một lượt âm ly để cho mọi người xem nhá. Đấy, lướt qua một lượt âm ly chứ không phải bỏ chỉ có bán đài để không bán âm ly. Nhưng mà chỉ có bán âm ly tốt thôi. Âm ly toàn thương hiệu lớn này chứ không phải âm ly đẻo. Âm ly đẻo không bán nha. Đấy, âm ly có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy, toàn 12 sò. Với 16 sò, 20 sò. Đấy, chứ không bán còn có đúng không? Còn 8 sò. Ai mà thích thì mình thanh lý đốt cho thôi chứ còn giờ 8 sò là chán này không bán. Đấy. Umatone này. Đấy. Ở đây toàn 12 sò. Nhá, toán 12 sò với lại 16 sò với lại 20 sò chứ không có loại 8 sò. Còn đúng một con này, đúng con ai có nhu cầu thì mình cung cấp thanh lý chưa cho nó gì thôi chứ còn giờ 8 sò chán này, nghe còn chán, sửa cũng chán luôn nhá. 8 sò giờ không làm, còn 4 sò thì thôi, 4 sò thì chỉ có bán đồng nát này. Âm ly này này không phải bảo không có âm ly. Đấy. Rất nhiều âm ly nhá. Đấy. Đấy. Đây ở trong này cũng là âm ly này này. Ở trong này đây cũng âm ly này. Đây âm ly này. Đấy. Ở đây là âm ly mới. Âm ly mới đét đẹp ở trong này. Âm ly GHS 8 sò. Thì là nó là hàng mới đét thì mình vẫn bán nha. Nên còn hàng cũ 8 sò giờ mình không bán nữa. Tại vì cái hàng 8 sò của GHS thì nó trâu bò lắm. Nó dùng hai cái quạt gió với lại công suất của nó trâu bò nên là mới lấy thôi, chứ còn 8 sò kia giờ chán rồi, không bán nữa. Tối thiểu là 12 sò với 16 sò đấy, thế còn cơ về ra cassette thì thôi rồi, kính thưa các loại cơ, kính thưa các loại cơ nha. Đấy. Nói anh biên em có rất nhiều đồng chí xin số tài khoản hay xong rồi Trần Văn Chuồn nha, cứ xin số tài khoản nói như đúng rồi, mới hôm mình bán biên áp vậy, cứ xin số tài khoản để mua biên áp, xin số tài khoản xong chả thấy chuyển thóc gì cả. Nha. Nhẹ mất hút con mẹ hàng lươn thế với tài. Không hiểu xin số tài khoản đây làm gì.
Đấy. Thôi thế xin phép dừng clip vậy, bây giờ dừng là được rồi nha. Lướt qua coi như thế là cái đám âm ly rồi. Đấy, đây là cái đám loa đài. Đấy, đây là đám loa đài. Trên này lại đài nha. Thôi, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.